Hôm nay mình nhận một một đơn hàng giao không thành công của khách. Cái đơn này là to đùng luôn nha. Đó, quá trời bự luôn. Cái này là khách không nhận nha. Giao tới 4 lần vẫn không không nhận. Rồi, mình khui thử cái gói hàng cho các bạn xem nha. Cái gói này là đó, gói này là trị giá 800 ngàn. Giao nhiều lần không thành công, có nghĩa là giao hàng chạy tới chạy lui, hiện ta hẹn tới hẹn từ thứ sáu, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, hẹn hoài luôn cũng không nhận. Hôm nay mình mới nhận về là đơn hàng 800 ngàn, thì mình sẽ khui ra cho các bạn xem coi trong bên trong này có cái gì nha. Cái này là khách mua, là người ta nói mua là để về làm chơi chương trình Noel, cho nên người ta lấy toàn màu đỏ không. Cái này là nón len để mua về chơi chương trình đó, là đội chơi Noel đâu á, cho nên người ta mua đặt nón len đó, quá trời luôn ha. Cái đây là bộ combo, cái này là bộ combo nón len, bộ combo nón len gồm có găng tay nè, cái nón nè, rồi cái này là chùm cổ, ai mà đi Đà Lạt á đeo cái này rất là đẹp, đẹp ấm nữa đó. Là bộ combo 3 món nam nữ, bộ này nam nữ xài được hết. Còn cái này coi coi gồm có mấy bộ đấy, khách lựa toàn màu đỏ không, cuối cùng không nhận. Hai bộ cái này là nón nón len, hai bộ màu đỏ ha. Cái này là mình tặng thêm cho khách cái son môi nữa đấy, son môi rất là đẹp luôn, tặng thêm cái son môi này là son môi chính hãng luôn nha. Son môi này là nhập khẩu từ Mỹ nè, có giá ghi niêm yết sẵn luôn 165k, tại vì khách mua nhiều mình mới tặng một cây son này, son này mình bán 165k, có giá sẵn luôn đấy. Này là có tem nè, có tem chống giả luôn nè đó, khách mua nhiều thì mình đã sẽ tặng vậy, mà rốt cuộc khách không nhận. Rồi cái này là bộ nón len cũng màu đỏ luôn, khui ra cho các bạn xem nha. Đây đây là cái nón len của nữ nè, đấy có hai nơ nữa nè đó, đeo luôn rất là đẹp, chụp hình rất là đẹp. Còn cái này là hoàng cổ, hai hoàng cổ bên trong cái lớp lớp mịn, lông mịn luôn, đeo rất là ấm đó. 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 Đây một bộ, rồi đây đây một bộ nữa. Tổng cộng là 4 bộ. 4 bộ thêm một bộ combo nữa là 5 bộ, là tổng cộng là cái đơn hàng này. Đấy, là tổng cộng 4 bộ. Cuối cùng khách không nhận. Đó. Này mình tặng thêm nè, cái của nó là nguyên bộ của nó nè, cái này là cái hộp dưỡng môi á, còn cái này là cây son nè, mình tặng son này là son nhập từ Mỹ nha. Ừ, có tem này là chưa niêm phong, chưa có xé nữa nè. Hàng tặng là hàng tặng chất lượng luôn, chứ không phải là hàng dỏm nha các bạn. Có công ty phân khối chịu trách nhiệm và phân phối tại địa chỉ luôn nè, có 47 Đòn Giỏi, Phường Xuân Kỳ, Tân Quý luôn, số điện thoại hotline luôn, cho nên hàng tặng là cũng là hàng chất lượng chứ không phải là tặng là hàng dởm. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.